Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn, chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, giao dịch ngắn hạn tuy là phương thức giao dịch hấp dẫn, thời gian giao dịch ngắn nhưng lại có rất nhiều áp lực. Những trader lựa chọn phong cách giao dịch này thường phải có tâm lý ổn định, có chiến lược giao dịch tốt và đặc biệt phải tuân thủ nguyên tắc. Những trader giao dịch ngắn hạn cần có bộ nguyên tắc giao dịch cho riêng mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về 5 nguyên tắc quan trọng mà một trader giao dịch ngắn hạn cần nắm. Nguyên tắc số 1, chú ý đỉnh đáy của tuần thường được hình thành vào ngày thứ 3. Các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn cần chú ý rằng nếu như ngày thứ 2 đầu tuần là một nến inside bar và nến này có biến động giá thu hẹp lại thì có khả năng ngày thứ 3 hoặc thứ 4 sẽ hình thành đỉnh của tuần. Đây là một mẹo giao dịch kỹ thuật quan trọng cần nắm, không hẳn để bạn áp dụng giao dịch mà để tránh những rủi ro không đáng có khi giao dịch trong ngày. Nguyên tắc số 2, đừng dự đoán tuần tăng hoặc giảm mạnh sau 3 tuần tăng hoặc giảm liên tiếp. Vì nhiều trader cho rằng nếu như có 3 tuần tăng giảm liên tiếp thì tuần tiếp theo có thể sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm. Nhưng thực tế không phải như vậy. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá của thị trường. Việc tăng hoặc giảm không chỉ phụ thuộc vào mỗi hành động giá. Rất nhiều trader phải chịu thua lỗ khi áp dụng mẹo này. Nên các bạn cần lấy cấu trúc, động lượng, hành động giá và các động lực cơ bản là những yếu tố chính để đánh giá thị trường. Nguyên tắc số 3, luôn chú ý đến những vùng cân quan trọng trên khung thời gian lớn. Các khung thời gian lớn ở đây ít nhất là khung H4, tốt nhất là từ khung ngày. Những ngưỡng kháng cự hỗ trợ của những khung thời gian này ảnh hưởng rất lớn đến hướng đi của thị trường. Đa số những trader chuyên nghiệp sẽ đều chú ý đến nó. Xu hướng có thể sẽ bị thay đổi nếu như gặp phải những ngưỡng kháng cự hỗ trợ của những khung thời gian lớn. Vậy nên đối với giao dịch ngắn hạn, các bạn cần lưu ý thêm những ngưỡng của các khung thời gian này. Đôi khi đó chính là yếu tố quyết định đến thắng bại của một chiến lược giao dịch. Nguyên tắc số 4, luôn giao dịch trong giới hạn rủi ro cho phép. Rủi ro luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu cho mỗi chiến lược giao dịch, bất kể bạn là trader ngắn hạn hay là dài hạn. Trước khi mở lệnh giao dịch, bạn phải kiểm tra lại xem khối lượng giao dịch đã phù hợp hay chưa. Nếu đó có nghĩa là giao dịch mà bạn thực hiện đã có rủi ro nằm trong giới hạn cho phép. Một hành động đơn giản này thôi nhưng quyết định rất nhiều đến tâm lý của trader và cả chất lượng của những giao dịch tiếp theo. Nguyên tắc số 5, luôn kiểm tra danh sách các nguyên tắc trước khi giao dịch. Liệt kê những nguyên tắc quan trọng và tuân thủ nó chính là những việc làm quyết định đến sự thành bại của một trader. Chưa biết những nguyên tắc này đúng hay sai, tốt hay dở, nhưng việc tuân thủ những nguyên tắc đặt ra chính là thái độ tốt nhất mà một trader phải có. Việc làm này cũng sẽ quyết định đến việc một trader có kiếm được lợi nhuận nhất quán trong dài hạn hay không. Đây chính là 5 nguyên tắc quan trọng của một trader ngắn hạn nên biết. Tuân thủ những nguyên tắc này chính là cách giúp trader ngắn hạn làm chủ được giao dịch của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.